Ok các bạn, thì hôm nay có mua một cái motor 1.10 ha. Và một bộ làm máy khoan mini á. Đó, thì đây là nó cho mình mấy cái mũi khoan nè. Mình sẽ mở cho mọi người xem ha. Thì cái này mình mua hình như là trọn bộ nó 40 mấy ngàn á. 46 ngàn hay gì đó. Thì mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả cho anh em vào xem. Anh em thích thì anh em mua ha. Đây. Thì nó bao gồm nhiêu đây ha. Thì đây là cái đầu để gắn mũi khoan nè. Mũi khoan này nhỏ thôi anh em, chứ không lớn nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm một cái máy khoan mini cầm tay cho anh em xem ha. Với động cơ 180. Nó tặng cho anh em một cái lục giác. Đúng ha. Ok, mình sẽ tiến hành mình gáp đây ha. Mình chế mình cho anh em xem.